Chậm quá. Thank you.
mình làm việc bằng cái tay đó thôi, tay có bao tay đó. Rồi rồi lấy lên, lấy lên, lấy lên luôn. Rồi lắc 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 đi. Cho tay kia được không? Rồi còn lại mình nữa không? Ông bên này là xong rồi, đun này là xong rồi. Rồi đẩy lên đi. Rồi để lên đi. Đấy, quay, quay, quay hướng hướng ở đây một tí. Đấy, đo đo đạc đạc đây, làm đồ đàn đi. Cứ nghe. Đợi mũi sắp. Cầm lên đi, cầm lên để làm cái cận đấy, cầm lên cao hẳn lên, cao hẳn, cao hẳn lên nhé. Đấy, đúng rồi, để ngang ngang lên tận mặt đấy, để ngang ngang lên như này này. Đấy, như thế, đo đo lên thêm rồi nâng nó xuống rồi. Đấy, đến đến chỉ bỏ tay thấp xuống một tí để nhìn thấy bông lúa ra, cao lên tí để lấy cái nhìn đó. Ông hái vùng lúa lép nhất đấy. Rồi. Đấy, giơ lên, đúng rồi, giơ. Đồng chí kia cũng chỉ trò trò đấy đi. Đấy, vùng lúa như thế. Ok, đúng rồi. Anh cầm một bông 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 lúa đi, anh cầm bông. Ghi ghi, chép chép, rồi đếm đếm, chỉ trò trò vào đấy. Anh thử lấy một cái thôi, nhưng không, nhưng mà tôi cứ đoán thế. Thế đúng rồi, thế mẹ mình mẹ. Rồi đây đây. Họp ao hẹp chưa? Nhiều nước lắm. Xin đổ mạnh vào cho nó nặng rồi. Không. Đúng rồi, nó dày. Bật lên. Đó, dày mới đã nhổ. Đấy, ra đi. Làm đây. Rồi. Đấy, xong anh đứng sang bên này nhá. Đứng, đứng luôn như thế được rồi, ok. Xong đưa đi. Đưa, đưa đây, đưa đây, đưa đây. Đưa, đưa đây. Ok. Rồi.
Rồi bây giờ vậy đó. Ờ anh ghi ghi đi anh đo nó đi, anh đo nó đi cho anh ghi, anh cứ rồi mình có vẻ đó luôn không. Rồi được rồi.